anh có thể cho em một cái cảm nhận, sự hài lòng hoặc là cái gọi là cái cảm nhận thật của anh. Thì anh thấy là rất là hài lòng về cái gói độ này. Thì bên mấy bạn kỹ thuật cũng tư vấn anh rất cũng nhiệt tình và ra một sản phẩm thì anh rất là vừa ý. Thì anh cũng cảm ơn bên em đã hỗ trợ anh một chiếc xe mà anh thấy rất là vừa ý. Dạ rồi, em thay mặt tập thể Nine Limousine cảm ơn anh và xin thay mặt công ty chúc anh và gia đình sẽ có những chuyến đi thật là thú vị trên chiếc xe limousine này. Cảm ơn anh.